rồi chiều hôm nay em có đăng clip dùm một anh khách đó anh chị, ơi. đó thì mẹ bô xin để con cái kem là lứa đầu đó bò này thì à, đã bơm tinh lại và kem thêm một lần nữa lứa hai là gần một ê, một tháng nha anh chị, đó đúng một tháng, đó thì có sao báo xe báo dậy bao loại lúa nghiêm chỉnh mẹ con thì bao hoàn thiện bao đẹp cho anh chị luôn đó mẹ con thì giá hai mươi triệu 500 bao xiết thành phố tân an đó thì anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để trong hình và thì bao đẹp mẫu kem dòng một thì mình nuôi sinh sản nuôi ghép thì uh, nuôi uh, sinh sản uh, con thì làm màu giống luôn uh, ngon lành anh chị ơi mẹ thì đỏ mặt xế uh, tích nghiêm chỉnh chiều cao thì uh, tầm m ba hơn anh chị đó tơ để lưới đầu đó thì anh chị gần xa thích thì liên hệ giá 27 triệu 500 anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để cho màn hình đó thì anh chị thấy bò giá cả hợp lý kênh hay clip hay cho em lượt đăng ký chia sẻ em cảm ơn nhiều